Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức vào tuần tới, một động thái chắc chắn sẽ làm Trung Quốc phẫn nộ. Ấn Độ sẽ tiếp đón lực lượng hải quân của ít nhất 16 quốc gia tới tham gia tập trận trong bối cảnh thế quân sự của Trung Quốc đang ngày càng tăng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hãng tin PTI của Ấn Độ cho hay. Cuộc tập trận dài 8 ngày mang tên Milan được xem là một bước đi vững chắc để thúc đẩy chiến lược phòng thủ chung mới ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sẽ được tổ chức ở quần đảo Andaman và Nicobar ở đông Ấn Độ Dương từ ngày 6 tháng 3. Ngoài ra, lãnh đạo hải quân và đại diện các nước tham gia cũng sẽ thảo luận về động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh cảnh báo cuộc tập trận này có nguy cơ làm lan rộng căng thẳng Trung Ấn từ trên bộ ra biển. Cuộc tập trận hải quân 2 năm một lần này đã được tiến hành 9 lần kể từ năm 1995.